cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sáng 5 tháng 3, người dân Hà Nội thức dậy trong không khí mù mịt, tầm nhìn xa hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tham gia giao thông. Theo số liệu ghi nhận vào một số thời điểm sáng, không khí ở thủ đô đứng đầu thế giới về ô nhiễm không khí, tin từ cảng hàng không quốc tế nội bài để đảm bảo hoạt động bay an toàn trong điều kiện sương mù. Cảng hàng không quốc tế nội bài đã kích hoạt phương thức điều hành bay trong điều kiện tầm nhìn hạn chế LVP. Thực hiện ghi nhận do sương mù dày đặc tại thời điểm sáng sớm nay, mùng 5 tháng 3, có một chuyến bay chở hàng KJ 511 từ Incheon về Hà Nội đã chuyển hướng hạ cánh xuống Đà Nẵng chờ tiếp thu. Theo kết quả số liệu quan trắc của hệ thống Air Visual, sản phẩm của tổ chức IQE, sở hữu lượng dữ liệu tổng hợp về không khí, có trụ sở chính đặt tại Thụy Sĩ. Lúc 7 giờ 30 phút sáng, tại quận Tây Hồ, chỉ số đã ở mức 321, ngưỡng rất xấu. Ở điểm đo tại quận Hoàn Kiếm, chỉ số này cũng ở mức 236. Các điểm đỏ khác bao gồm cầu giấy, đống đa, long biên với mức chỉ số đều trên 200. Do chỉ số AQI tăng cao, hệ thống tổng hợp ô nhiễm không khí IQE xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm thứ nhất trên thế giới. Đây là nhóm chỉ số được E-visual xếp vào các trường hợp có hại cho sức khỏe, đồng thời khuyến cáo mọi người cần hạn chế ra ngoài vì có thể bị tác động xấu đến sức khỏe, những người nhạy cảm có thể gặp vấn đề với sức khỏe. Trong khi đó, cùng thời điểm, theo hệ thống quan trắc PAME, các điểm đỏ cũng liên tục xuất hiện, điển hình tại điểm đỏ tại khu vực châu Quỳ. Chỉ số AQI, một chỉ số báo cáo chất lượng không khí hàng ngày lên tới 404 thậm chí tại một số khu vực như đường Trần Hưng Đạo, Giảng Võ, Nguyễn Trí Thanh, chỉ số AQI còn chuyển sang màu tím, cao trên 200 ở mức xấu. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường cảnh báo trong sáng và đêm nay mùng 5 tháng 3, hiện tượng sương mù sẽ tiếp tục xảy ra nhiều nơi ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội. Cấp độ rủi ro thiên tai do sương mù trên đường cao tốc, khu vực sân bay và đường đèo núi là cấp 1. Bộ Y tế đã đưa ra các biện pháp dự phòng bảo vệ sức khỏe khi chỉ số chất lượng không khí ở mức xấu, AQI ở mức 200 đến 300 như sau. Đối với người bình thường, tránh các hoạt động ngoài trời trong thời gian dài hoặc tham gia các hoạt động vận động cần gắng sức, khuyến khích các hoạt động trong nhà, tránh các khu vực có nguy cơ ô nhiễm không khí cao, nếu phải hoạt động nên sử dụng các loại khẩu trang có thể ngăn ngừa bụi mịn. Hạn chế mở cửa sổ, cửa ra trong những thời điểm không khí bị ô nhiễm nặng theo dõi sức khỏe nếu xuất hiện các triệu chứng cấp tính như khó thở, ho, sốt, cần đến ngay các cơ sở y tế để khám và được tư vấn điều trị. Theo ghi nhận, tới thời điểm sau 8 giờ 30 phút sáng, tình trạng sương mù vẫn xuất hiện dày đặc. Các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội hôm nay gần như biến mất trong sương mù. Bầu không khí đặc quánh trong bụi mịn và sương mù buổi sáng tại khu vực phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng. Theo các chuyên gia môi trường, nguyên nhân là trời ít mưa, lặng gió, sương mù kết hợp với nguồn phát thải từ mặt đất không được kiểm soát tốt, khiến các chất ô nhiễm không khuếch tán ở tầng thấp. Với tình hình thời tiết này, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông không vượt ngầm tràn, tránh những đoạn đường sạt lở. Người tham gia giao thông cần duy trì khoảng cách an toàn, tránh xe trọng tải lớn, bật đèn và đi số thấp, đều ga, tắt hết phụ tải, bình tĩnh xử lý khi có sự cố.